Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà một cái máy lọc nước điện giải rất là tốt cho sức khỏe. Mà cái máy này thì có một ông ấy nhờ đăng bán hộ. Bà con cô bác nếu mà ai mà có nhu cầu dùng máy lọc nước điện giải hàn xịn của Nhật 100% với giá thành rất là mềm và mềm hơn so với trên mạng bán. Bởi vì anh nhập về cho một người bạn nhưng mà người bạn này không dùng. Thế nên bây giờ anh ấy đang bán để thu về giá vốn. Nếu mà bà con cô bác bạn bè ai có cơ duyên hoặc là đang có nhu cầu dùng cái máy này thì mua cái máy này với cái chi phí rất là rẻ hơn 15-20% so với giá của hãng. Rồi bây giờ xin quay cái máy này để cho mọi người có thể xem rõ hơn nhé. Ở đây bây giờ mở ra cho mọi người xem. Đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của tập đoàn Enric Nhật Bản, máy lọc nước ion kiềm công nghệ điện giải căng gen. Đây là một cái dòng máy cao cấp hàng đầu thế giới. Với các tấm điện giải titanium được phủ bạch kim nguyên chất đến 99,97%, là một cái loại kim loại hiếm, tạo ra cái nguồn nước ion kiềm giàu hydro, chống oxy hóa mạnh mẽ. Và theo như quảng cáo thì cái nước này nó trung hòa và loại bỏ những gốc tự do khi mà chúng ta uống vào trong cơ thể con người, rất là tốt cho sức khỏe. Tác dụng chính của cái máy lọc nước điện giải căng gen này là tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, tăng tuổi thọ, làm tan chất mỡ dư thừa và thải độc tố cho từng tế bào, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn, ngăn chặn chứng nhiễm trùng trong đường tiểu và đường hô hấp, giảm cơn hen suyễn, bệnh đái tháo đường, mỡ máu, mỡ gan, huyết áp, bệnh gút, phòng chống những bệnh ngoài da như viêm nhiễm vẩy nến, nở loét tổ đỉa, giảm sự phát triển của nấm candida và các vi khuẩn có hại trong cơ thể, cân bằng độ pH trong huyết dịch và làm giảm các axit dư thừa. Cái này rất là tốt, đặc biệt cho những cái người nào, cho những ai mà bị gọi là trào ngược dạ dày và bệnh dạ dày đấy, hỗ trợ giảm tác hại của phân tử gốc tự do và ngăn ngừa phát triển của tế bào ung thư. Thì đấy là một trong những cái công dụng rất là hữu hiệu của cái loại nước này. Nước căng gen 9,5 độ pH 9,5 thì có thể uống trực tiếp. Nó giàu kiềm và khoáng chất, giúp trung hòa axit dư, thanh lọc độc tố và làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh đường ruột và tăng cường sức khỏe. Thế còn cái nước trung tính thì là dùng để pha sữa cho trẻ em ấy. Đấy, thì đây là một cái loại nước độ pH 7.0, là một loại nước sạch, loại bỏ tạp chất, kim loại nặng, vi khuẩn trong nước, dùng để pha sữa cho em bé uống thuốc tây. Thế còn cái loại nước pH 6.0 là nước làm đẹp, là chăm sóc da, tóc, giúp da trở nên mịn màng, săn chắc và lỗ chân lông se khít, giúp bóng mượt. Chị em phụ nữ thì rất là thích cái loại nước này. Đấy, thường thì chị em hay dùng cái nước hoa hồng ấy. Thế thì cái loại nước pH 6.5 này, 6.0 này nó cũng tương tự như vậy. Thế còn cái nước axit mạnh, tức là 2.5 ấy, thì có thể dùng để rửa tay, để diệt khuẩn, sát trùng khử mùi, sát trùng dao thớt, chén bát, dụng cụ nhà bếp, khử khuẩn trên thịt cá, nước để súc miệng và rửa tay. Ở đây cái máy này nó có rất nhiều những cái công dụng như vậy. Đấy, thì nó rất là nhỏ gọn thôi.